Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Khỏe Không, và chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 19:35 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời, và đầu tiên xin được giới thiệu đó chính là tiến sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, nguyên trưởng bộ môn dinh dưỡng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và vị khách mời tiếp theo hãy cùng chào đón diễn viên Hồng Trang. Chủ đề của mình ngày hôm nay là liên quan tới thức ăn nhanh. Hồi sáng á, chị có đã mua cái bánh hamburger chị ăn sáng rồi. Rồi sau mà cái chị mua thêm cái nữa, chị đã dành. Chị sợ trưa nay á, chị làm mà lố thời gian đó, chị đem theo chị ăn luôn. Đó. Đúng không? Cái này là thức ăn nhanh đúng không ạ? Đúng không? Đúng rồi. Thức ăn nhanh. Nhưng mà chị biết sao mà, tại vì hôm nay chủ đề của mình là liên quan tới những tác hại của thức ăn nhanh. Vậy ủa sao thức ăn nhanh mà tác hại, phải không á? Đừng em nhầm á. Bây giờ muốn biết cụ thể như thế nào đúng không? Em sẽ mời bác Phi với lại chị Trang và tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một cái đoạn tiểu phẩm mà chương trình đã thực hiện nha. Mình coi nha, xin mời. Cha đi làm nha không? Dạ con chào cha đi làm. Ở nhà là ăn sáng xong học bài cho cha nha không? Dạ. Ta-da! Đồ ăn sáng đặc biệt. Yeah, hamburger. Mẹ thấy cha con đi làm, mẹ mới dám đem cho con ăn đó. Dạ. Ăn bữa nay nữa thôi nha, cha mà biết đó là la đó. Dạ. Con nghĩ là không cần nói với cha nữa đâu, cha biết luôn rồi. Rõ ràng sáng nó thấy rõ ràng đây mà ta. Lâu lâu em mới cho con ăn đồ ăn nhanh mà. Đâu rồi? Nó đây rồi. Đã, tập hồ sơ đây. Anh Tiền tập hồ sơ từ sáng đến giờ. Ủa, em nói gì? Đâu có gì đâu. Em đừng nói với anh là em lại cho con ăn đồ ăn nhanh nha. Cái gì mà anh lại dùng từ lại? Đồ ăn nhanh cũng tốt mà anh. Ờ, trong này ha, vừa có tinh bột nè, vừa có thịt nè, vừa có rau nè, vẫn đảm bảo sức khỏe cho con mà. Nói em một lần nữa nha, em biết á, trong đồ ăn nhanh này á, nó vừa dư chất béo nè, nó vừa dư tinh bột nè, nó không cân bằng dinh dưỡng. Vậy mà em nói như đúng rồi á. Thì có dư chất béo, dư tinh bột thì con mình mới đủ năng lượng để hoạt động cả ngày được. Còn nếu mà dư quá thì con mình sẽ tập thể dục. Tập thể dục? Ừ. Mẹ con ngủ tới 90 giờ mới dậy mà tập thể dục cái gì, nhắm tập nổi không? Nè, anh nói em một lần cuối cùng nha không? Em mà cho con ăn nhiều đồ ăn nhanh như vậy nè, là nó sẽ bị béo phì nè, rồi nó có thể mệt mỏi dẫn đến trầm cảm, em hiểu không? Và thậm chí nữa, nó có thể dẫn đến là mất cân bằng tâm lý của thanh thiếu niên. Con ăn có cái bánh hamburger không mà cha? Ăn đồ ăn nhanh thôi mà, có cần phải nghiêm trọng vậy không? Cái này là phản đối người cha nha. Tự nhiên cái cấm con rồi cấm người mẹ vậy, sao tự nhiên gì kỳ vậy? Đơn giản thôi mà, thức ăn nhanh là nó cũng có chất lượng trong đó nè, rồi ăn nhanh gọn lẹ đi làm đi học thôi, làm gì la rồi cái gì mà trầm cảm gì, trời ghê vậy. Chị ăn quá trời chứ đâu có bị trầm cảm gì đâu. Cái này là quan điểm của chị thôi chứ em là em thấy em không đồng ý rồi đó. Đúng là thức ăn nhanh là đúng như cái tên của nó nè, mình dễ ăn nè, không cần phải chế biến nè, nhưng tại sao lại có những cái yếu tố khoa học người ta chứng minh lại gây hại cho sức khỏe, thì cho nên bây giờ em phải hỏi bác Phi. Thực chất thì Trang cũng đúng phần Trang. Em đúng Huy cũng đúng phần Huy. Đúng rồi, em phải đúng. Tại vì cái gì trên đời này nó cũng có hai mặt cả, và thức ăn nhanh cũng vậy, bắt đầu từ cái chữ tên là fast food, và fast food này là fast food theo kiểu Tây, tức là hamburger nè, gà rán nè, khoai tây chiên, những cái dạng pizza mà người ta có thể mua và phục vụ ngay tại chỗ rất nhanh. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xét với cái định nghĩa này thì có rất nhiều loại thức ăn của Việt Nam mình cũng phải được xét là thức ăn nhanh. Bánh mì đúng không? Bánh giò em hay ăn đúng rồi, bánh chưng, nó những cái loại đó thì nó cũng được gọi là thức ăn nhanh. Như vậy thì chúng ta định nghĩa lại ha, thức ăn nhanh là tất cả những cái loại thức ăn mà khi chúng ta mua xong xuôi á, chúng ta có thể lột ra hay là bóc ra hay là cầm lên và ăn ngay lập tức, và nó tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Thì cái chuyện mà thức ăn nhanh nó có thể gây cái tình trạng nguy cơ cho sức khỏe là có thật, là bởi vì cái thức ăn từ xưa tới giờ đó là người ta hay có khuynh hướng là người ta chiên, là muốn bảo quản được lâu dài và ăn ngon, tăng cái cảm quan gì thì là chiên. Ví dụ như gà rán là cũng chiên sâu trong dầu nè, rồi các cái dạng hamburger thì người ta cũng phải chiên cái miếng thịt bò trong cái dầu, và những cái loại phô mai hay là bơ hay là sotenin mà sử dụng trong đó đó thì là những cái loại chất béo no có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Đồng thời cái quá trình mà chế biến bằng cách chiên á, thì mấy cái vitamin với mấy cái chất khoáng mà dễ bay hơi dễ mất, nó mất tiêu hết trơn, như vitamin B, vitamin C là hết sạch luôn. Cái dầu nó còn tạo thành những cái gốc oxy hóa, nó có thể làm tẩm vào trong
cái thức ăn đó và mình ăn, mình sẽ làm tăng cái nguy cơ bị các cái lỗi cấu trúc tế bào. Như vậy thì nó có cái nguy cơ thật sự chứ không phải là không. Và trong một thời gian dài á, thì những cái người mà gọi là làm dinh dưỡng hoặc là những người bảo vệ trẻ em á, thì người ta lên án phát sốt rất dữ. Chắc là Huy xem được những cái đó, hoặc là ông bố của chúng ta xem được mấy cái đó đó, xong rồi rất khó chịu. Tuy nhiên hiện nay á, thì do cái dinh dưỡng của mình phát triển mà, khoa học phát triển và cái công nghệ mà chế biến thức ăn nó cũng phát triển rồi, cho nên là các cái công ty chuyên sản xuất thức ăn nhanh thì họ cũng đã chú ý tới cái vấn đề cân đối. Và chúng ta cần lưu ý cái chuyện là cái gì, thức ăn nhanh nó hại hay nó lợi là do cách chúng ta dùng. Vì nói ví dụ đi, cái hamburger mà nãy Trang ăn đó, tính ra tổng năng lượng của nó khoảng chừng 500-600 kilocalo trên một cái miếng bánh như vậy, cộng với khoai tây chiên. Thôi thì buổi sáng mình ăn đành là phải nhanh thật nhanh để đi làm. Nhưng tới trưa đó thì phải ăn một cái dĩa salad lớn hơn, ăn một thêm một ít trái cây không ngọt và giảm bớt cái phần thịt, cái phần béo lại, để khi mà chúng ta cân đối khẩu phần của nguyên một ngày á thì nó không có vượt quá cái nhu cầu mà chúng ta cần có. Em nghĩ là bây giờ em vẫn giữ cái hamburger này lại được và em thêm một cái dĩa. Chị ăn được không? Không được hồi đó chị ăn. được hết thêm cái dĩa salad luôn đúng không bác? Đúng rồi. Thêm một trái táo hoặc là thêm vài trái mận. Đó, như vậy thì chúng ta cân đối được, chúng ta sẽ bù vô bữa ăn của mình những cái thứ mà đã bị mất trong quá trình chiên. Đồng thời là nó tăng cường chất xơ, nó làm giảm hấp thu chất béo và làm giảm nguy cơ thừa cân béo phì. Nhưng mà bác Phi cho em hỏi là trong cái tiểu phẩm vừa rồi ấy, thì chị Lan có hỏi một cái câu ăn thức ăn nhanh thôi mà có nghiêm trọng như vậy không? Chị Lan chị cũng có lý của chị. Tại thực sự khi mà chúng ta ăn một cái món ăn hay là ăn một cái bữa ăn á, thì nó có hai phần quan trọng trong cái bữa ăn đó. Cái phần thứ nhất là dinh dưỡng, nhưng mà cái phần thứ hai là tinh thần. Người ta ăn một món ăn bởi vì người ta thích món ăn đó, nó làm cho người ta vui, nó làm cho người ta cảm thấy ngon miệng. Cho nên trong trường hợp này á, thì chúng ta cần phải biết rằng thức ăn nhanh nó cũng chỉ là một loại thức ăn, và nó xấu hay nó tốt á thì phụ thuộc vào chuyện chúng ta có cân đối được bữa ăn hay không. Cho nên thay vì ông bố của mình là cấm không được ăn, ăn như vậy là nguy hiểm, tức là chúng ta hoàn toàn nhìn về cái mặt xấu của nó, thì đâm ra lại tạo một cái tâm lý ức chế cho đứa bé. Và tốt hơn hết là chúng ta ngồi xuống, chúng ta nói chuyện với con mình là cái món ăn này thì năng lượng nó cao như vậy nè, nó thiếu vitamin B1, nó thiếu vitamin C, nó tăng gốc oxy hóa, thì con thích thì con ăn, nhưng mà con phải nhớ là nó có những cái hại như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ khắc phục cái hại đó bằng cách như thế nào? Một tuần mình ăn 2-3 bữa thôi. Những cái bữa ăn thức ăn nhanh như vậy thì mình ăn kèm với lại trái cây, ăn kèm với rau xanh tăng lên. Tại vì thực chất á, cái thức ăn nhanh nó có cái khả năng gây nghiện, không biết là Trang có nghiện không? Tức là cái nhai nó giòn giòn, rồi cái mùi nó thơm hơn đồ ăn chiên mà nó sẽ thơm hơn. Cho nên cái chính cái gây nghiện đó làm cho cái người mà đã thích thức ăn nhanh á có khuynh hướng sử dụng thức ăn nhanh nhiều hơn là các thức ăn tươi, và cái khuynh hướng đó làm cho cái tổng năng lượng nó tăng lên. Tổng năng lượng tăng lên thì sẽ đưa đến thừa, là tạo thành mỡ dự trữ và dễ bị thừa cân béo phì hơn. Và chúng tôi biết là tiếp theo của cái thừa cân béo phì là hàng loạt các vấn đề. Bé mà dưới 10 tuổi như vậy á là nó béo phì một cái là dậy thì sớm á, nó mất luôn chiều cao trưởng thành luôn. Cho nên nó cũng có nguy hiểm thật sự. Cái điều mình nên cân đối, và cái cân đối là ngồi xuống nói chuyện với nhau để tìm ra một cái giải pháp dung chứ hòa. Đừng có làm ăn còn. Dạ đúng rồi, đừng có cấm nó mà nó không hiểu tại sao cấm nó, tại cho nó ngon mà. Đúng rồi, tự nhiên nãy cấm không cho em ăn cũng không biết tại sao. Đâu ai dám cấm chị đâu. Dạ em là em không dám cấm chị, nhưng mà em kể cho bác với lại chị Trang nghe chuyện này. Hôm bữa em có cãi nhau với bạn em. Nó nói với em là có thức ăn nhanh có lợi cho sức khỏe nữa. Cái mấy thức ăn nhanh là fast food là có hại, chứ sao mà có lợi được. Là cuối cùng là em sai hay là nó sai bác sĩ? Chắc là em sai, tại vì bây giờ người ta đã định nghĩa là thức ăn nhanh là tất cả những loại thức ăn có thể ăn nhanh thôi. Còn cái loại đó là cái gì thì mình chưa biết. Ví dụ như một hũ da ua, một hũ sữa chua cũng có thể gọi là thức ăn nhanh. Hay là một cái trứng mà chúng ta luộc, chúng ta mang theo trong túi để ăn nhanh vào giữa hai cái giờ nghỉ lễ lao chẳng hạn, thì nó cũng là một loại thức ăn nhanh nhưng mà hoàn toàn tốt. Có cái trứng với sữa chua không? Ví dụ như sữa chua vậy ăn nó không cào ruột hả? Cái sữa chua không. Không á, nó cũng là một cái đơn vị sữa, tại vì trong sữa nó ngoài cái acid lactic trong sữa chua đó thì nó còn những cái chất xơ khác và còn những cái thành phần đạm khác, cho nên thường nó lại không có cái nguy cơ với lại cái dạ dày của mình. Trên những cái người mà không có bệnh lý dạ dày sẵn thì mình cũng không có nguy cơ đâu. Cho nên có lẽ là trong những trường hợp mà chúng ta cần cái thức ăn nhanh á thì mình nên chuẩn bị sẵn những cái dạng thức ăn nhanh như vậy, tức là có thêm sữa chua nè, có thêm trái cây cũng là thức ăn nhanh, rồi có thêm những cái dạng ví dụ như hạt chia, hạt é mình ngâm sẵn, mình đổ vô mình trộn với sữa chua chẳng hạn, thì nó đi kèm với những cái loại thức ăn rang chiên rán thì nó cũng làm giảm cái nguy cơ đi nhiều. Công nhận hôm nay là được gặp bác Phi á, nghe bác Phi chia sẻ những cái thông tin vừa rồi, Huy tin chắc là rất hữu ích với tất cả quý vị khán giả và kể cả với chị Trang nữa. Cảm ơn bác Phi rất là nhiều và cảm ơn chị Trang nha. Và quý vị khán giả thân mến, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc là vào lúc 19:35 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Quang Huy, bác Phi và chị Trang xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mà cái acid uric khi mà lắng động ở khớp thì nó gây ra viêm khớp gút cấp. Viêm khớp gút cấp thì nó gây sưng nóng, đỏ, đau, làm cho bệnh nhân đau, nhất là bệnh nhân di chuyển hạn chế ha, rồi bệnh nhân sốt.